Cô xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với môn tin học 6 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Trước khi học bài học hôm nay, các em chuẩn bị cho cô sách giáo khoa tin học 6, vở viết, bút viết để học bài nhé. Ở bài học trước, các em có học một số lệnh định dạng văn bản. Cô cùng các em ôn lại một số lệnh cơ bản ở bài học trước nào. Câu 1. Chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân được gọi là A. Phông chữ, B. Kiểu chữ, C. Cỡ chữ, D. Màu chữ. Các em chọn cho cô một đáp án đúng nhất. Chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân được gọi là kiểu chữ. Câu 2. Hãy nối mỗi nút lệnh ở cột bên trái với tác dụng của lệnh ở cột bên phải cho đúng. Lệnh B là chữ đậm, Y chữ nghiêng, U là chữ gạch chân. Câu 3. Hãy nối mỗi lệnh ở cột bên trái với tác dụng của lệnh đó ở cột bên phải cho đúng. Các em quan sát các biểu tượng lệnh, sau đó các em nối tác dụng của lệnh ở cột bên phải. Một nhỏ, đó là lệnh căn thẳng lề trái đoạn văn bản. 2 là căn thẳng lề phải đoạn văn bản. 3 là căn giữa đoạn văn bản. 4 là căn thẳng hai lề đoạn văn bản. 5 là điều chỉnh khoảng cách các dòng trong đoạn văn. 6 là giảm khoảng cách lề đoạn văn bản. Và 7 là tăng khoảng cách lề đoạn văn bản. Thì đây là một số lệnh các em hay sử dụng để định dạng đoạn văn bản. Như vậy là muốn một văn bản dễ đọc, dễ quan sát và đẹp hơn, em sử dụng các lệnh để định dạng. Vậy thì để có một văn bản in trên trang giấy in thì em trình bày văn bản thế nào là hợp lý? Có cần kiểm tra văn bản trước khi in hay không? Và cách in thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay, bài 18, trình bày trang văn bản và in. Nội dung của bài học 18 gồm có 3 nội dung. Một là trình bày trang văn bản. 2. Chọn hướng trang và lề trang. 3. Xem trước khi in và in văn bản. Các em cùng tìm hiểu phần 1 nhỏ. Trình bày trang văn bản. Cô có 2 văn bản ở hình 1 và hình 2. Các em quan sát và cho cô biết em thích cách trình bày văn bản ở trang ở hình nào hơn. Đây là hình 1 và đây là hình 2. Như vậy em sẽ thích cách trình bày ở trang hình 2 của cô hơn, vì cô đã thay đổi cách trình bày trang văn bản sao cho vừa đẹp, vừa cân đối với kích thước của trang giấy in và hấp dẫn với người đọc. Vậy thì mục tiêu của trình bày trang văn bản là gì? Các em cùng suy nghĩ cho cô nào. Mục tiêu của trình bày trang văn bản là bố trí toàn bộ nội dung văn bản để in trên giấy sao cho trang in đẹp, cân đối với kích thước trang giấy và hấp dẫn sự chú ý của người đọc. Và trước khi học tiếp thì cô nhắc cách ghi bài. Chúng ta ghi các mục 1 nhỏ, 2 nhỏ là bắt buộc. Và trong các mục nhỏ 1 nhỏ, 2 nhỏ, cô sẽ có một cái biểu tượng, đó là biểu tượng tay cầm bút. Thì những dòng mà có biểu tượng tay cầm bút là những nội dung các em ghi vào quyển tập cho cô nhé.
Trình bày trang văn bản là bố trí toàn bộ nội dung văn bản để in trên giấy sao cho trang in đẹp, cân đối với kích thước trang giấy và hấp dẫn sự chú ý người đọc. Vậy thì có các lựa chọn nào khi chúng ta trình bày trang văn bản? Các em quan sát cho cô. Có lựa chọn về chọn hướng trang, ví dụ như hướng đứng. Đây là trang hướng đứng này, hay gọi là trang đứng đó. Và lựa chọn thứ hai là trang nằm ngang. Tiếp theo là chúng ta có thể đặt lề trang, ví dụ lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải. Và chúng ta cần phân biệt cho cô lề trái của trang và lề trái của đoạn văn. Lề trái của đoạn văn đó là chúng ta tính từ lề của trang đến mép, mép trái. Vậy thì cách thực hiện chọn hướng trang và lề trang như thế nào? Các em chuyển tiếp cho cô sang phần 2 nhỏ, chọn hướng trang và lề trang. Để chọn được hướng trang và lề trang thì trên giải lệnh Bay Layout trong nhóm Bay Setup, các em chọn cho cô thứ nhất là phần A nhỏ, chọn hướng trang. Các em nhớ ghi nội dung này vào quyển tập nhé. A nhỏ, chọn hướng trang. Để chọn được hướng trang, các em nháy chuột mũi tên ở phía dưới Orientation. Và chúng ta chọn trang đứng là Bojen, trang nằm ngang là Lacap. Trên giải lệnh Bay Layout, các em chọn cho cô Orientation, trang đứng Bojen, trang nằm ngang là Lacap. Các em quan sát cô thực hiện. Ví dụ cô đang ở trang đứng, cô muốn chuyển sang trang nằm ngang, thì đó cô vào Bay Layout, chọn Orientation, Lacap. Các em thấy trang đã được chuyển sang trang nằm ngang, chọn lại thành trang đứng. Chúng ta chuyển tiếp sang phần B nhỏ, chọn lề trang. Để chọn được lề trang, các em nháy chuột mũi tên phía dưới margin hoặc custom margin. Chọn lề trên là top, lề dưới button, lề trái left và lề ra, lề phải là right. Ghi nội dung này cho cô vào quyển tập. Cách thực hiện, chúng ta trên giải lệnh Bay Layout, các em chọn cho cô margin. Và trong đây có một số trang đã được mặc định về các lề, các em có thể chọn sẵn. Các em thấy lề đã thay đổi, hoặc các em có thể thay đổi theo ý của mình bằng cách chúng ta vào custom margin. Và tại lề trên, lề trái, lề dưới, lề phải, các em có thể thay đổi được bằng cách nháy vào mũi tên để thay đổi. Hoặc ở trong đây chúng ta cũng có cách thứ hai để thay đổi về trang đứng hoặc trang nằm ngang tại Orientation. Trang đứng, trang ngang. Như vậy là trên giải lệnh Bay Layout, trong margin chúng ta chọn một số trang mặc định hoặc chúng ta vào cấp từng margin để chúng ta tự thay đổi lề của trang. Vậy thì sau khi các em định dạng xong rồi, các em muốn xem trước khi in và các em muốn in thì các em thực hiện như thế nào? Chúng ta chuyển tiếp sang phần 3 nhỏ, xem trước khi in và in văn bản.
À, để xem trước khi in và in văn bản thì các em chọn lệnh print trên bảng chọn file, hoặc là cách thứ hai các em nhấn đồng thời tổ hợp phím Ctrl P. Và đây là biểu tượng của máy in. Cách thực hiện. Ví dụ cô muốn in cái trang du lịch ba miền. Khi đó cô thực hiện như sau. Cô vào file, cô chọn print. Và các em quan sát cho cô ở bên tay phải, đây là trang mà chúng ta chuẩn bị in, chúng ta có thể xem trước được. Và muốn in được thì các em nhớ cho cô là chúng ta phải máy tính phải kết nối với máy in và máy in phải được bật lên. Sau khi các em xem thấy hợp lý rồi thì các em nhấn vào chữ print để các em in. Vậy cô có một câu hỏi đặt ra là: vậy theo em việc thực hiện xem văn bản trước khi in có lợi ích gì? Các em suy nghĩ trả lời cho cô nào. Việc thực hiện xem văn bản trước khi in có lợi ích gì? À, lợi ích đó là chúng ta có thể kiểm tra lại, thực hiện lại các chỉnh sửa cần thiết trước khi in. Cô lấy ví dụ, nếu mà chúng ta thấy cái trang này chúng ta chưa thấy trình bày chưa hợp lý thì chúng ta có thể thay đổi, đổi lại. Và lợi ích tiếp theo là chúng ta tiết kiệm giấy, tránh trường hợp là chúng ta in đi in lại nhiều lần, dẫn đến tốn mực in và tốn thời gian. Thì đó là một số lưu ý khi chúng ta in văn bản. Như vậy, nội dung của bài 18 hôm nay trình bày trang văn bản và in. Các em nhớ cho cô 3 nội dung chính: chọn hướng trang, chọn kiểu lời trang và xem trước khi in và in. Thì trong phần chọn hướng trang các em có hai cách để chúng ta chọn, đó là trang đứng hoặc là trang nằm ngang. Chọn kiểu lời trang thì chúng ta cũng có hai cách, một là chúng ta chọn lời trang có sẵn trong margin, hai là chúng ta tự chọn theo ý của mình trong các từng margin. Và cái cuối cùng là các em có thể xem trước khi in và in văn bản bằng cách sử dụng lệnh print. Như vậy là thông qua bài học trước và bài học này, cô hy vọng rằng các em đã biết gõ một văn bản đơn giản, biết cách định dạng một trang và biết thực hiện các lệnh trước khi in để sao cho trang in của mình được đẹp hơn, khoa học hơn, dễ nhìn hơn, cân đối với trang in hơn. Phần hướng dẫn tự học ở nhà thì các em hiểu được các nội dung trong bài 18 cho cô. Ghi nội dung của bài 18 vào vở và cách ghi cô nhắc lại là chúng ta ghi tiêu đề bài, ghi các mục 1, mục 2 và các nội dung chính trong các mục 1, mục 2 ở cái hình có biểu tượng là tay cầm bút. Và phần này cô sẽ kiểm tra vở khi chúng ta đi học lại, khi chúng ta đến trường. Nhiệm vụ thứ hai là các em thực hành bài thực hành phần 2A trang 127. Và nhớ ghi cho cô họ tên, lớp, số thứ tự và gửi vào email cho cô. Hạn nộp cuối cùng là ngày 26 tháng 4. Và đối với bài thực hành phần 2A thì các em đối với các máy có máy thì các em thực hành phần 2A trang 127 cho cô. Cô hướng dẫn qua về cách thực hành. Đầu tiên chúng ta khởi động Word và mở tệp biển đẹp. Tuy nhiên có một số bạn chưa gõ cái tệp này thì các em gõ lại cho cô. Sau khi gõ xong rồi thì các em định dạng cho cô giống như đây về cách trình bày. Phần yêu cầu định dạng đó là tiêu đề, phông, kiểu, màu, chữ khác so với nội dung của văn bản. Và thứ hai là tiêu đề để căn giữa trang. Đó là chú ý cho cô phần tiêu đề. Tiếp theo, đoạn cuối cùng. Đoạn cuối cùng là có màu sắc và kiểu chữ khác so với nội dung. Và đoạn cuối cùng được căn lề phải. Thứ ba, các đoạn nội dung ở bên trong được căn thẳng hai lề. Và các đoạn nội dung có dòng thụt lề.
Và cái cuối cùng là ký tự đầu tiên của đoạn nội dung phải có cỡ chữ lớn hơn hay và có kiểu chữ đậm. Thì phần này bạn nào mà chúng ta quên cách định dạng rồi thì chúng ta có thể mở lại cái bài mà định dạng ở cái video chủ đề định dạng văn bản để chúng ta xem lại cho cô nhé. Tiếp theo là các em lưu cho cô với tên là cũ. Cô gợi ý chúng ta vào file và chọn shell s. Và thứ tư là thay đổi từ trang đứng thành trang nằm ngang và ngược lại. Thì phần này cô đã hướng dẫn chúng ta ở bài 18. Bạn nào mà chưa rõ thì chúng ta xem lại cho cô. Và thứ năm là chọn kiểu lề trang có sẵn. Cũng ở bài 18 mà cô vừa trình bày. Thì đó là các nội dung mà đối với các em có máy thực hành bài thực hành 7 phần 2A trang 127. Vậy thì đối với các em không có máy thì làm sao? Thì các em trả lời cho cô 3 câu hỏi này. Và trong quyển tập sau đó cũng chụp và gửi cho cô. Muốn thay đổi phông chữ tiêu đề biển đẹp thành phông Times New Roman em thực hiện như thế nào? Thì các em không cần ghi lại câu hỏi, các em trả lời luôn cho cô. Câu 1, câu 2 và câu 3. Vậy cô nhắc lại những bạn mà có máy thực hành thì các em thực hành phần 1 A mã. Những bạn mà chưa có máy thực hành thì các em thực hành phần 2 A mã. Phần 1 A mã thì trong sách giáo khoa cũng có. Còn bạn nào mà không có sách thì có thể nhìn. Cô đã trình chiếu trên đây rồi. Và các nội dung này các em nhớ ghi họ tên, lớp, số thứ tự và gửi vào Gmail cho cô. Như vậy bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cô thân mến chào tất cả các em, chúc các em học tốt.